Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, toàn tỉnh đạt 11 trên 15 chỉ tiêu về chuyển đổi số, 4 chỉ tiêu chưa đạt là kinh tế số, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp chuyển đổi số và các quan đến hộ gia đình. Ngoài ra, chất lượng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh chưa cao, 80% dữ liệu quản lý của các cơ quan đơn vị được số hóa, lưu trữ tập trung tại trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh còn thấp. Việc phát triển hạ tầng số còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như hệ thống máy tính của nhiều đơn vị địa phương, nhất là cấp xã đã lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại. Toàn tỉnh còn 39 điểm lõm sóng băng rộng di động. Bên cạnh đó, đội ngũ công chức viên chức tham mưu công nghệ thông tin của các sở ngành địa phương thiếu về số lượng và kiến thức, kỹ năng tham mưu tổ chức triển khai chuyển đổi số. Còn 20% hệ thống thông tin toàn tỉnh chưa được xác nhận bảo vệ an toàn thông tin theo cấp độ.